Làm gì? Thay màn hình Android cho con này á? Hôm nay em giới thiệu cho anh em một cái giải pháp mà không cần phải thay màn hình Android mà vẫn có tính năng như một chiếc màn hình Android mà còn thông minh hơn, cấu hình cao hơn, tiện ích nhiều hơn. Đấy, đầy đủ các tính năng như dẫn đường, ra lệnh giọng nói này, dẫn đường video, mở video này, cảnh báo giao thông này, đầy đủ hết các tính năng. Đây, trên tay em đang là một bộ DX300 Android Book của thương hiệu ZX với thời gian bảo hành đến tận 5 năm cho anh em mà chi phí rất là hợp lý, chỉ gần 8 triệu thì anh em đã sở hữu hai bộ này rồi. Đấy. Bộ lắp đặt thì như thế nào? Mời anh em lên xe em sẽ chỉ cho anh em, hướng dẫn cho anh em cái lắp đặt này. Đây. Đây, lắp đặt thì rất là đơn giản. Cái bộ Android Book nó sẽ là cái hộp vuông nhỏ gắn như thế này. Đấy, anh em chỉ cần cắm vào cái cổng USB trên xe cho em là xong. Sau đó cái bộ màn hình này, zin này sẽ chuyển đổi thành màn hình Android cho anh em. Giao diện của màn hình chính nó sẽ là như thế này. Đấy, anh em mới thích nghe nhạc thì anh em ấn vào bản biểu tượng YouTube cho em thì nghe nhạc trên YouTube. Có cửa hàng Zplay để tải những ứng dụng này, có phần mềm dẫn đường của Navitel, của Google Maps, của Vietmap S1 đều có cảnh báo tốc độ này. Đấy, rất là cảnh báo giao thông nhá, đầy đủ các tính năng cho anh em nhá. Đấy, có cảnh báo giao thông. Và điều đặc biệt đấy, con này sẽ là cảnh báo giao thông bằng giọng nói. Đấy, xem qua. Ra lệnh đồng nói trên vô lăng. Mở video lại quên. Mà vẫn là dùng trên màn hình zin nguyên bản của chiếc xe, hỗ trợ cắm sim 4G kết nối wifi. Đây, anh em có thể cắm sim 4G ngay trực tiếp vào cái vụ zin này, thẻ nhớ, thẻ SD để cài các ứng dụng. Đấy, rất là tiện lợi. Mà không mất zin của hệ thống màn, hệ thống điện trên xe, cắm zin, anh em có thể chuyển đổi từ xe này sang xe khác rất là tiện lợi. Và như thế, khi mà lắp bộ Android Book bên em, anh em còn được tặng một bộ camera hành trình ghi hình phía trước, có ghi hình bãi đỗ xe nha anh em nhá. Đấy. Với chi phí rất là hợp lý mà không phải về thay màn hình, không ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe, không mất chế độ bảo hành của xe, mà anh em đã sở hữu được rất là nhiều tính năng trên rồi. Và điều đặc biệt, cái bộ Android Book này bảo hành cho anh em lên đến tận 5 năm bảo hành cho anh em sử dụng trọn đời xe luôn mà không lo vấn đề bỏ tiền ra một lần và dùng mãi. Đấy, anh em có nhu cầu lắp đặt thì hãy đến với Agala Thái Nguyên, địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cái sản phẩm này nha anh em nhé.